đấy là một cái buổi chiều rồi không biết đâu tiến là chặt chém cái cổng vào khu Camping binh ở đấy là một khu vực bên này làm mình đã thông à, 1,5 một phẩy năm hecta quá thành đường quá uh, cầm thủ câu quá mái địa sản ở đây là cái cổng đi vào nha anh em đang à, từ chặt chỉ luôn ở bên nhau cái cổng Đấy, Chị ở đường đi vào thì đẹp trông rất là nhiều Và hoang diễn Và... Wow. Cúc thân gỗ Và... Giấm bụt kép À hôm cổ xa ta Và đọc hai con đường thì mình trông rất là nhiều Đã bấy ra thì mình Đặt lại mà mình trông rất nhiều cái... Cái lá là gấm À... Để chuẩn bị trong một không khí Noel thì mình cũng đã trông rất là nhiều cái... Uh, tung để sau là cái chỉ có sẽ trang trí cà cái đen Noel đó, cho mọi người có một không khí lưu hành. ở mà an lành Thì đây con rừng xuống mình, mình cũng rất là tì trong thiết kế Để thế này là tổng thể các khu camping Trong thiết kế của mình là đầy đủ Đấy, để thế mọi người Sẽ đầy đủ Đây Mỗi cắn như thế này nhà đầy đủ Có bậc tháng đi lên Bên này là các loài hoa Bên trong đó là rộng rãi nhá Mình đang đó làm thiết kế trong họ đẹp Đấy là một cái bếp nướng để mà người có thể nướng uh, và ấm con đường đi cả cái uh, cột đen được thiết kế rất là chiêu và khung cảnh ngoài bên ngoài đây bên trong thì mình đã to thiết kế uh, chấm gà gối đây để uh, và sẽ có cái đèn mù cái này là nó không rốt đâu nhé, đấy bây giờ mình sẽ có một cái uh, cái cái giấy um, điện để ổ cắm nữa còn là mọi người ăn thể tôi có khu vực này để mọi người ngồi thưởng thức cà phê Làm cảnh Xuống dưới này Là một cái khu vực mình là thiết kể một cái bậc cả, cái khu vực bàn để mọi người ngồi à, tiệc Cả cái khu vực này được mình thiết kế cả cái cúng đèn Cả cái cây cỏ Và đối diện đá Đã đẹp Cả khu vực bằng mặt cây chanh, cái cỏ Để cho mọi người có thể mua hè có ngồi Cả cái hoang yên tâm là xá lộc ở vực này thì có một khu vệ sinh phía bên ngoài mọi người nha đó thiết kế là khá là đang làm bắt mắt khá là chiếu cho mọi người có thể đi đi lại đấy là khu um, lá để rửa tay đó cũng được thiết kế khá là chiếu mọi người trong mọi không gian để đấy cho sát là chiếu đấy là khu mình đang tiếp tục thiết kế chắc chắn cho chắc chắn một cái 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 cái, cái đây là làm là anh em đang tẻ thử đồ chắc chắn còn phía dưới nó sẽ được phủ sánh các loại cỏ cũng như là 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 các loại hoa đấy là con đường mọi người có thể đi đến cái khu nhà tắm và nhà vệ sinh sẽ được thiết kế phía dưới là khu uh, bồ câu ẩm thấp dưới nữa là chúng tôi đang thiết kế vườn hoa như vậy đấy là toàn bộ các cái khu vực mà mọi người sẽ thấy được là rất là là là, là chiếu rất là đẹp cho một không gian à, à có thể mọi người có được những cái không gian là dự tiệc thật là ấm cùng nét vui vẻ nhất cùng với nét sánh và gia đình mình đấy xin cảm ơn